Người hâm mộ của Sông Lam Nghệ An vào lúc này đang đặt một dấu hỏi lớn về động lực thi đấu cũng như là phong độ hiện tại của đội bóng áo vàng. Hiệp 1 của trận đấu vừa được bắt đầu. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ chấn giữ khung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Áp lực là không nhỏ đối với ban huấn luyện của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ở đứng đầu là huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng. Tại V-League hiện nay thì số trận thua của câu lạc bộ Viettel nằm trong top những đội bóng để thua nhiều nhất. Pha cướp bóng của Hoàng Đức và đây là Bruno. Đá đầu tiên của Bruno về khung thành của Nguyên Mạnh. Một pha tranh chấp tốt của Hoàng Đức ở khu giữa sân và sau đó là đường chuyền dành cho Bruno. Trung phong của câu lạc bộ Viettel đã có một pha xử lý khá quyết đoán. Người vừa đánh đầu pha bóng là Bùi Tiến Dũng. Khắc Ngọc sút bóng. Bóng đi đúng vào vị trí của Ngô Xuân Sơn. Ở phía trong thì trung vệ Memovic Damir đã giơ tay xin bóng. Khá hay. Bóng vừa chạm đầu của Bruno. Một phần nào đó thì hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đã khá mất tập trung và để cho cầu thủ Viettel thực hiện một tình huống đá phạt góc nhanh. Yanclesio. Đường chuyền dài và sẽ là cơ hội phản công dành cho Sông Lam Nghệ An. Nếu đó không phải là Hồ Khắc Ngọc mà là Olaha hay là Vinicius thì khả năng tranh chấp tay đôi sẽ được cải thiện rõ rệt hơn. Hiệp 1 đã trôi qua được 20 phút. Tỷ số trên sân Vinh vào lúc này vẫn đang là 0-0. Đó là một trong những kết quả quen thuộc nhất của Sông Lam Nghệ An khi thi đấu tại đây ở mùa giải này. Cơ hội! Và đó là bàn thắng dành cho Sông Lam Nghệ An. Tỷ số là 1-0. Bùi Tiến Dũng là người đã không thể theo kèm đối với Quang Tình. Viettel bị đánh bại ở tiếng vừa rồi, giống hệt với cái cách mà họ đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Quảng Nam. Một đường chuyền khởi phát từ khu giữa sân, Quang Tình lẻn xuống rất nhanh và đệm bóng một chạm ghi bàn giúp cho đội chủ nhà vươn lên. Sau khi nỗ lực ghi bàn thì Quang Tình đang bị đau. Bàn thắng cực kỳ quan trọng với Sông Lam Nghệ An vào thời điểm này. 5 vòng đấu liên tiếp chưa có một thắng lợi nào. Ngày hôm nay sẽ là cú đầu với câu lạc bộ Viettel. Chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Không hề có lỗi việt vị. Bóng vượt qua đầu của đội trưởng Bùi Tiến Dũng bên phía đội khách. Và cú đệm bóng ở cự ly chừng 6m của Quang Tình đã đánh bại được thủ môn Ngô Xuân Sơn. Tỷ số là 1-0. Quang Tình đã có những bàn thắng cực kỳ quan trọng cho Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Đây là pha lập công thứ hai của anh. Đợt trước là một cú bắt vô lê bóng sấm có thể nói là đẹp mắt, mang về một trong những pha lập công đẹp nhất của mùa giải cho tới thời điểm này. Cầu thủ của đội chủ nhà, người đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa thể đứng dậy. Đó là một pha va chạm với Bùi Tiến Dũng. Tràng vỗ tay dành cho cầu thủ mang áo số 28, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Một bàn thắng mang tính chất giải tỏa với đội chủ sân Vinh. Olaha rất khỏe. Tốc độ. Olaha vượt qua hai cầu thủ của Viettel. Đình Đồng. Đây là góc mà Olaha đã từng ghi bàn. Cơ hội! Thêm một cơ hội nữa. Nhưng chưa có bàn thắng thứ hai. Và đó lại là Quang Tình. Pha bóng gần giống với bàn thắng đầu tiên của Quang Tình trong áo Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Với một quả tạt từ bên phía hành lang cánh trái. Cú đá vô lê lần này thì không được chuẩn xác để tạo ra một siêu phẩm nữa. Quả tạt là của Olaha. Vào thời điểm quan trọng nhất thì cú tiếp bóng của Quang Tình được thực hiện khi anh đã bị trượt chân trụ.
Đó đã là tình huống dứt điểm thứ ba của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An trong trận đấu này. Và họ đã có được một bàn thắng. Như vậy là Quang Tình một lần nữa phải nằm sân. Và không biết là anh có thể tiếp tục thi đấu được hay không. Có lẽ là cựu binh của Sông Lam Nghệ An sẽ phải rời sân sớm. Và đó là một tổn thất không nhỏ với những gì mà huấn luyện viên Đức Thắng đã chờ đợi ở trận đấu này. Khắc Ngọc. Đánh đâu? Bóng được luân chuyển xuống bên phía hành lang cánh trái của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An khá nhiều. Vừa rồi là một quả tạt được kết thúc bằng tiếng dứt điểm của Hồ Tuấn Tài. Người đã tạt bóng trong tiếng vừa rồi là Đình Đồng. Cú chơi bóng của Hoàng Đức. Rất nguy hiểm, không vào. Người băng vào là Gian Crescio. Có lẽ là cầu thủ này đã bị thổi phạt. Nếu như Gian Crescio không bị thổi phạt trong tiếng vừa rồi thì anh cũng không thể ghi bàn vào lưới của Nguyễn Mạnh, người đang có một sự trở lại đầy mạnh mẽ ở vị trí người chấn giữ khung thành của Sông Lam Nghệ An trong mùa giải năm nay. Đã có lỗi việt vị trước đó, nhưng cũng cần phải ghi nhận phản xạ này. Nếu có thể thành công thì đây sẽ là thời điểm mà câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có thể vượt qua khủng hoảng cách tạm thời. Gian Crescio. Và một lần nữa thì ngoại binh của Viettel bị thổi phạt. Anh đã hơi ham bóng ở tình huống cuối cùng. Trước đó thì Gian Crescio đã phải nhận một chiếc thẻ vàng. Và như vậy là thẻ vàng thứ hai. Thẻ vàng thứ hai. Gian Crescio sẽ phải rời sân và Viettel chỉ còn 10 người. Bùi Tiến Dũng phản ứng và cũng phải nhận thẻ vàng. Khó khăn chồng chất khó khăn đối với Viettel. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Bóng đã tuột ra khỏi tầm với của Gian Crescio. Và pha va chạm này cộng với phản ứng của anh đã khiến cho cầu thủ của Viettel phải nhận thẻ vàng thứ hai. Viettel sẽ chỉ còn 10 người ở trên sân trong bối cảnh họ đang bị dẫn trước một bàn. Hiệp 1 chỉ có 2 phút đá bù giờ. Bóng không toàn. Để mất bóng khá nguy hiểm. Đường chuyền là của Hoàng Đức. Vinicius. Tình huống phản công. Những giây cuối cùng của hiệp đấu mà chúng ta đang theo dõi. Đình Hoàng. Vinicius. Và xử lý cá nhân của Vinicius. Cơi. Bóng tung trong lưới. 2-0. 2-0 dành cho Sông Lam Nghệ An và đó là Hồ Tuấn Tài. Một pha bóng mà nỗ lực cá nhân của Vinicius trước đó rất đáng ghi nhận. Phải chơi thiếu người và trong tiếng vừa rồi thì hàng phòng ngự của câu lạc bộ Viettel đã lâm vào tình trạng rối loạn sau hàng loạt những pha xử lý cá nhân của Vinicius. Tỷ số là 2-0. Bàn thắng đến ở đúng những giây cuối cùng của hiệp 1. Sông Lam Nghệ An dẫn 2-0. Bàn thắng thứ 19 của họ tại V-League mùa giải năm nay. Và họ đang được chơi hơn người so với đối thủ trên sân nhà. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Vinicius liên tiếp có những tình huống chạm bóng và trái bóng trôi tới đúng vị trí của Hồ Tuấn Tài. Cú đệm bóng một chạm rất chuẩn xác và lần thứ hai khiến cho thủ môn Ngô Xuân Sơn của đội khách Viettel phải vào lưới nhặt bóng. Như vậy là hiệp 1 trên sân Vinh cũng đã kết thúc.
Tỷ số của hiệp đấu này là 2-0. Những người đã ghi bàn cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An lần lượt là Quang Tình và Hồ Tuấn Tài, với một đội hình thiên về tấn công được huấn luyện viên Đức Thắng sử dụng ngay từ đầu. Bây giờ thì Sông Lam Nghệ An còn có được lợi thế hơn nữa khi họ đang được thi đấu hơn người so với đối thủ sau chiếc thẻ đỏ của Jan Klesio. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ trong ít phút trước khi tiếp tục đến với những diễn biến trong hiệp 2. Áp lực đối với huấn luyện viên Đức Thắng, trên cương vị người dẫn dắt Sông Lam Nghệ An là cực kỳ căng thẳng. Tốc độ của Bruno đẩy bóng hơi dài, vẫn đang là cầu thủ áo đỏ Duy Thường. Mặt sân trơn trượt và bị cây sới khá nhiều trong hiệp 1, đang ảnh hưởng khá lớn tới những pha xử lý cá nhân, đặc biệt là những tiếng bứt tốc. Đập nhả khá hay, đây đang là cơ hội dành cho đội áo vàng. Tuấn Tài hơi trượt chân một chút và không ở vào một tư thế dứt điểm tốt nhất, khá đáng tiếc. Tình huống vừa rồi và tình huống mà Hồ Tuấn Tài đã nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1 là một loạt những pha phối hợp nhỏ mang lại hiệu quả của các cầu thủ áo vàng. Họ lên bóng nhanh, xử lý ít chạm. Tuấn Tài đã bị đau sau khi nỗ lực dứt điểm ở pha bóng mà chúng ta vừa được theo dõi. Với việc thi đấu hơn người so với đối thủ thì Sông Lam Nghệ An sẽ có nhiều giải pháp để lựa chọn. Duy Thường chết cháy. Cơ hội dành cho Bruno, không vào. Cú trích mũi giày với lực đi rất tốt của Bruno, nhưng một lần nữa thì thủ môn Nguyễn Mạnh lại chơi cực kỳ xuất sắc. Trong hiệp 1, mặc dù Jan Klesio dứt điểm ở tư thế việt vị, nhưng cũng đã phải ghi nhận phản xạ xuất thần của thủ môn bên phía đội chủ nhà, và vừa rồi lại là một pha bóng mà anh chứng tỏ được khả năng của mình một cách tốt nhất. Trương Văn Thiết, bóng vừa chạm đầu Hoàng Đức, thêm một cơ hội nữa, căng ngang, không vào. Người băng vào trong tiếng vừa rồi là Trọng Hoàng. Một quả ném biên. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Người Movic Damir một lần nữa là cầu thủ đã có mặt kịp. Tuấn Tài, Vinicius, cơ hội dành cho một cú sút rất nguy hiểm. Cú đá thẳng về khung thành của Ngô Xuân Sơn. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Hồ Sĩ Sâm, người đã được đưa vào sân để thay thế cho Quang Tình trong hiệp 1. Trương Văn Thiết, Bruno để mất bóng rất nguy hiểm, đó là pha để mất bóng của Văn Thiết. Tình huống 4-3 dành cho đội bóng áo vàng. Cơ hội Ngọc Tuân, chân trái chân thuận, gỗ la. Chưa có bàn thắng thứ 3. Chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho đội chủ nhà. Và cái duyên ghi bàn vẫn chưa tìm tới đối với Olaha. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đã rất căng nhưng đi gần với vị trí của thủ môn Ngô Xuân Sơn. Thủ môn của câu lạc bộ Viettel vẫn kịp thời phản xạ. Pha dứt điểm trúng đích thứ 6 của cầu thủ Sông Lam Nghệ An kể từ đầu trận.
Không được. Mimovic Damir cho rằng đã có một hành vi tiểu xảo của các hậu vệ Viettel đối với anh. Không có một tiếng còi nào cất lên. Trên sân thì hậu vệ của Sông Lam Nghệ An đang bị đau. Sân thì chỉ còn Trọng Hoàng và Bruno. Ở mặt trận tấn công là những cầu thủ vẫn chứng tỏ được độ nhanh nhẹn của họ. Sĩ Sâm. Quả tạt của Olaha. Volley! Đó là ở cự ly mà người ta đã từng được chứng kiến bàn thắng vô cùng đẹp mắt của Quang Tình cũng trên sân Vinh. Quả tạt của Olaha. Đầy đủ thời gian để chờ đợi trái bóng trước khi có một cú đá đập đất. Vẫn chưa có bàn thắng thứ 3 dành cho Sông Lam Nghệ An. Phút 75. Cơ hội của Viettel đang dần bị thu hẹp lại. Họ làm tất cả. Nỗ lực là được ghi nhận, nhưng vấn đề là việc thi đấu thiếu người là thực sự khó khăn. Thêm một cú sút nữa. Cú sút vừa rồi được thực hiện bởi Olaha. Duy Thường sẽ rời sân. Cầu thủ vào sân thay thế là Việt Phong. Đó là một tiếng cao chân và một chiếc thẻ vàng đã được chuẩn bị. Sẽ có thẻ vàng dành cho Tuấn Tài. Trong lúc tranh chấp thì Tuấn Tài đã phạm lỗi đối với Bruno. Thẻ vàng được rút ra dành cho Tuấn Tài. Như đã nói thì những tình huống cố định có thể sẽ là cứu cánh duy nhất đối với câu lạc bộ Viettel trong bối cảnh này. Bruno là người đã đứng trước bóng cùng Việt Phong. Và với cách thức lấy đà này, có vẻ như là Bruno sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Cự ly vào khoảng gần 28 mét. Nhưng đó là cú đá của Việt Phong. Bóng không đi trúng khung thành của đội chủ nhà. Olaha
So với giai đoạn lượt đi thì những tình huống xử lý của Olaha trên sân Vinh cũng như là các trận đấu mà các cổ động viên Sông Lam Nghệ An kỳ vọng vào anh đều tỏ ra thiếu cảm giác và đôi khi có phần hời hợt. Bóng vừa chạm đầu của Bruno. Một tình huống ra vào không thực sự hợp lý của thủ môn Nguyên Mạnh. Mặc dù vậy thì may mắn vẫn đứng về phía các cầu thủ chủ nhà. Bóng không đi trúng không thành. Một cú chạm bóng khá cảm giác của Bruno. Nó suýt chút nữa đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ Viettel. Có thể thấy là đây là một trong những bài tấn công mà câu lạc bộ Viettel luyện tập với nhau khá nhiều. Cách mà Bùi Tiến Dũng truyền bóng cho Bruno cũng không khác gì cách mà Quế Ngọc Hải đã có tình huống kiến tạo cho ngoại binh này lập công ở vòng đấu trước. Vẫn còn Olaha. Olaha động tác giả. Quá chậm. Quá chậm. Quá tồi cho tình huống xử lý. Có rất nhiều những người đồng đội ở phía bên trong. Không có một đường truyền. Đó là một cú sút và nó quá hiền. Trong trận thắng này của Sông Lam Nghệ An thì vẫn có một mảng tối, đó là phong độ của Olaha. Có vẻ như anh ảnh hưởng quá nhiều bởi những thông tin chuyển nhượng về mình và đã đánh mất đi chính bản thân ở trong giai đoạn lượt về này. Bàn thắng thứ 3 dành cho Sông Lam Nghệ An. 3-0. Từ một quả đá phạt góc và Memovic Damir là người đã ghi bàn. 3 bàn thắng trong một trận đấu. Đó là điều mà hiếm khi ở mùa giải năm nay các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An được chứng kiến từ các cầu thủ của mình. Memovic Damir là người đã ghi bàn để khép lại một trận cầu thất vọng dành cho đội bóng huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên. Có lẽ là như vậy. Việc để mất người từ quá sớm bởi thẻ phạt của Gian Crescio đã khiến cho đội bóng Viettel đánh mất tất cả. Bật cao đánh đầu, không vấp phải một sự truy cản nào. Bóng đi vào góc khó và lần thứ 3 thủ môn Ngô Xuân Sơn phải vào lưới nhặt bóng. Bóng được phất mạnh lên phía trên, hướng tới vị trí của Việt Phong. Việt Phong đã được vào sân thay cho Duy Thường. Người cũng đã chơi đầy nỗ lực bên phía làng cánh phải nhưng không thể làm gì hơn. Hai đội đều sở hữu hàng công không thực sự ấn tượng ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì câu lạc bộ Viettel đang là đội bóng có hàng công có thể nói là yếu nhất giải. Mới chỉ có 16 bàn thắng. Với 3 bàn thắng ở trong trận đấu này thì Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng là 20 pha lập công trong mùa giải hiện tại. Bruno vẫn đang chơi đầy nỗ lực ở những phút cuối. Và sẽ có một quả đá phạt 11m. Phút thi đấu chính thức cuối cùng.
Nỗ lực của Bruno mang về cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên cơ hội để có bàn thắng danh dự. Đây là pha tranh chấp giữa Đình Hoàng và Bruno. Có thể là quả đá phạt 10m này không ảnh hưởng quá nhiều tới kết quả, bởi cách biệt 3 bàn là khó có thể săn lấp trong quãng thời gian đá bù giờ còn lại. Chỉ có 3 phút đá bù giờ. Đứng trước bóng là Bruno, người chơi nỗ lực nhất và xứng đáng cho cá nhân anh một bàn thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay, trong thất bại của Viettel. Nguyễn Mạnh đã từng giành thắng lợi trước Bruno ở hai tình huống trước đó, nhưng lần này thì Bruno đã thành công. Bàn thắng thứ 4 trên sân Vinh. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-3 cho câu lạc bộ Viettel, nhưng có lẽ là đã quá muộn với các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên. Quá khó cho họ khi chỉ thi đấu với 10 người trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 2. Cú đá đã đánh lừa được thủ môn Nguyễn Mạnh. Hồ Phúc Tịnh là sự thay đổi người chiến thuật trong những phút đá bù giờ. Người rời sân là Vinicius. Ở vòng đấu tiếp theo, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và đối thủ của họ sẽ là đội khách Hải Phòng. Tiếp theo cũng sẽ có chuyến làm khách thứ hai liên tiếp. Họ sẽ tới làm khách trên sân Pleiku trước đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Việt Phong, Trọng Hoàng qua người. Thêm một quả đá phạt nữa. Thêm một cơ hội nữa được dành cho đội khách Viettel. Những giây cuối cùng và cơ hội dành cho câu lạc bộ Viettel. Phút đá bù giờ thứ 3 đã hết. Và lại là một quả đá phạt nữa. Trọng tài yêu cầu Việt Phong điều chỉnh lại cự ly của quả đá phạt. Và ông đã ra dấu hiệu chờ còi. Khá nguy hiểm, Việt Phong. Pha phá bóng không tốt của Memovic Dabir. Đánh đâu? Đó có lẽ là tình huống cuối cùng. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Thắng lợi 3-1 thuộc về đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Họ đã có được niềm vui sau chuỗi 5 trận chỉ biết đến hòa và thua. 3 bàn thắng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An ở trong trận đấu ngày hôm nay được ghi bởi Quang Tình, Hồ Tuấn Tài và ngoại binh Memovic Dabir. Với kết quả này thì Sông Lam Nghệ An sẽ tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 26 điểm. Trong khi đó thì Viettel, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Hải Biên, số điểm chỉ dừng lại ở con số 24 và họ đã phải đón nhận trận thua thứ 9 ở mùa giải năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Viettel của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.